Kính chào quý vị đang đến với chương trình tạp chí Văn hóa Du lịch. Một số thông tin trong và ngoài nước mà chúng tôi cập nhật sẽ được chuyển đến quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đồng hành với chúng tôi. Trước hết hãy cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Lào Cai có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh online với chủ đề Những khoảnh khắc từ trái tim. Du lịch Đà Nẵng tìm hướng khai thác thị trường tại chỗ. Thưa quý vị, Bộ Công an đã tổng kết cuộc thi viết và khai mạc triển lãm nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021. Đây là một trong rất nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Trong gần 2 tháng triển khai, cán bộ chiến sĩ đã hăng hái tham gia cuộc thi với nhiều bài thi chất lượng. Ban tổ chức đã nhận được 1.185 bài thi, trong đó có 127 bài có chất lượng tốt nhất vào vòng chung khảo. Tại lễ khai mạc, Bộ Công an cũng triển lãm trên 300 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu, giới thiệu khái quát quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng những chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh nhân dân. Nhằm tạo môi trường để những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu thích nhiếp ảnh góp phần công sức của mình vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm online dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. Triển lãm mang tên Những khoảnh khắc từ trái tim. Các tác phẩm nhiếp ảnh tại triển lãm sẽ giới thiệu hình ảnh những tập thể cá nhân có nghĩa cử, hành động đẹp, thiết thực và ý nghĩa, những chiến sĩ trên tuyến đầu, những tấm gương điển hình trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số lượng chọn triển lãm khoảng 200 sẽ được lựa chọn.